nó lởm quá thì em tắt auto đi. Đấy là về phương pháp đầu tiên. Em hỏi thêm, ví dụ là bucket mà đang tầm khoảng 10.000 nhá. Và áo bạn áo 2D cost 19-20 và cost đấy lên khoảng 24 đô, thì anh sẽ giảm tiền 10.000 xuống. Giảm tiền, giảm big cap. 24 đô là lỗ, áo 2D mà lỗ rồi đúng không? Áo 2D là lỗ rồi. Đúng rồi, 24 đô là lỗ rồi. Hôm qua đúng không? Hôm nay là giờ. Hôm qua là tầm 18 đô, hôm nay nó lên 24 đô. Thế thì để thêm. Cố thêm. Ừ, để thêm, ví dụ thì ngày hôm sau vẫn tầm khoảng 24-25 đô thì tắt. Thì lại giảm cái bitcap xuống. Nghĩa là lúc mà tầm khoảng 2-3 ngày mà cái cost nó vẫn cao, nghĩa là cái thị trường nó là em biết có thị vẻ, trường là có vẻ sắp đã. Và cái cam đấy có vẻ là không còn vít, nghĩa là không còn vít sốc và nhanh được nữa. Lúc đấy em sẽ nghĩ đến phương án vít khác chứ không phải là em bỏ cái cam đấy đi, đúng không? Cái phương án này ấy, thì giúp cho mọi người, để nhất là bọn anh hồi bán dropship và bán PUD 3D không bị đè, là để bọn anh ăn được nhiều tiền nhất, nhiều sale nhất có thể trong thời gian ngắn nhất. Bởi vì nếu mà bọn em vít đây những kiểu danh vừa chia sẻ hồi nãy các cái kiểu đấy, một ngày bọn em thì spend được 1-2 nghìn thôi, đúng không? Trong khi nếu mà những người khác nhảy vào, người ta viết tầm khoảng 10.000 ấy, người ta có phương pháp kích khoảng 10.000 là bọn em chết chắc luôn, đúng chưa? Thì cái phương pháp này để cho bọn anh là ăn nước đầu của thị trường đã. Sau khi bọn anh viết men viết mà thấy nó có vẻ phò rồi, hoặc là cam mà không viết được men viết nữa, có những cam mà lúc mà mình nhảy vào nó phò luôn rồi ấy, thì mình sẽ không viết được men viết nữa, thì mình sẽ bắt đầu đi đến những cái phương pháp khác. Đó. Còn cái này là chúc bọn em có thể tiêu được nhiều tiền. Bọn em cứ nghĩ trong đầu là men viết là chúc bọn em có thể tiêu được nhiều tiền. Còn bọn em đi theo, nếu mà các bạn đi theo trường phái mà bán la gai để giữ cái perform nó ổn định ấy, thì mọi người có thể không cần quan tâm cái này, không? Rồi đây là phương pháp đầu tiên. Cứ tăng thì tiếp không lúc thì đúng không? Cái menu, cái asset menu ấy thì tăng đặt từ trước hoặc là không có đắp nữa. Đắp làm gì? Bởi vì khi đắp ra thì cái cũ nó không đâu có ảnh, đâu có thích được đâu, bởi vì cái mới nó đã lành hết rồi. À, cho nên là mình cứ để trong một asset thôi. Auto thì mình mới là đắp ra, bởi vì nó Facebook nó vẫn phải tiêu, thì thằng này nó vẫn phải tiêu, thằng kia nó vẫn phải tiêu. Còn men muốn em đắp ra thì cái thằng ngon nó tiêu, thằng dở nó đứng yên thôi chứ đắp ra làm gì. Thằng dở với là thằng cũ. Đúng rồi, nếu mà đắp ra chẳng hạn thì trong hai thằng sẽ phải có một thằng tiêu được, một thằng không tiêu được. Vì thằng này giá nó cao hơn mà. Thì đúng kiểu vậy. Ví dụ như hai thằng đều 1.000, một thằng 1.000 giá 24, một thằng 1.000 giá 25, thì thằng 1.000 giá 25 nó sẽ đứng trước. Ừ. Thằng nhìn nhà 24 nó sẽ ngồi yên trước đó. Đấy là phương pháp đầu tiên mà mọi người có thể cân nhắc khi mà mọi người có cam ngon là vít. Phương pháp thứ hai mọi anh thấy khá nhiều mọi người bây giờ đang hay dùng, đấy là đắp asset ra. Thì bây giờ kể cả đắp asset thì bên anh vẫn dùng cho những cái cam mà không thể viết được nhiều, thì bên anh vẫn phải đắp asset, mức độ đắp asset ấy. Tuy nhiên ấy, anh recommend mọi người nếu mà asset mà nó đắp ấy, thì khi budget của cái tiền của asset ấy thì đến dưới 100 đô thôi. Chứ mọi người thử mà đắp khoảng 3-4 cái asset 500 đô ra là toang ngay lập tức luôn, chắc chắn luôn. Cho nên là nếu mà đắp asset ấy, đắp asset phù hợp với những cái team nào, cái chiến lược vít của họ là gì, họ tối ưu cái profit mà ăn được đến bao giờ thì ăn đấy, dạng dạng kiểu như vậy, thì các bạn có thể đắp asset ra. Nhưng mà khi đắp asset ra thì bây giờ đấy ít nhất là một bé hơn 100 đô thì anh đắp, còn mà bây giờ cao chắc chắn không đắp được, vì anh đã từng thử đắp asset bây giờ cao rồi nó không ăn thua. Và nếu đắp asset ấy thì cái đừng không được to nhỏ thì cũng đắp được, nhưng mà quan trọng là cái đắp asset ấy. À, cái bây giờ là tầm khoảng 20, 30, 50, 100 đô thì mọi người đã có thể đắp ra vài cái được. Và nên nhớ là đắp asset thì nó sẽ bị overlap, nhưng mà khi mà cái CVP nó vẫn ngon thì vẫn đắp được. Và cái nào mà phó thì đắp đi, cái nào mà đắp asset ra và cái nào mà perform bị kém ấy, thì mọi người nên hiểu trong đầu cái đó là cái bị overlap và đã bị Facebook nó đẩy cái traffic sang cho cái perform tốt hơn rồi. Thì cái nào mà bị kém là tắt ngay là tốt, đừng có cố vào những cái kém, phải không? Khi mà mọi người đắp khoảng 10 cái asset ra, chắc chắn nó chỉ được tầm khoảng 2 đến 3 cái asset ngon thôi, không thể nào mà được 10 cái ngon luôn, đúng không? Có ai từng đắp khoảng 10 asset ra mà 10 cái đều ngon không? Không bao giờ có. Đắp ra 10 cái mục đích của mình khi đắp asset ấy là mọi người là nên nhớ là đắp asset ra càng nhiều thì để mình chọn những cái asset nào ngon và mình tăng tiền cho những cái asset đấy.
Còn những cái nào mà kém ấy, thì tắt ngay lập tức chứ không cần phải cố vào những cái đó. Bởi vì chính cái asset đấy đã bị Facebook đánh giá là asset kém rồi, và nó sẽ không đẩy traffic ngon vào những cái asset đấy nữa, cho nên buộc phải tắt nó. Cho nên các asset cứ đắp cái nào ngon, giữ cái nào ấy là tắt ngay chứ không phải cố những cái asset kém nữa. Và mọi người có thể viết trên đó. Tiếp. Cho chị hỏi thêm hai ý ở đây. Một nhận là nếu mình đắp asset nhưng sau đó mình lại có chỉnh sửa một chút ở phần target thì nó có tính là trùng hợp hoàn toàn không? Không, nó là khác. Đắp asset đây em đang bảo là tức là y hệt đúng không? Có y hệt. Thường thường các bạn hay đắp kiểu đó, nghĩa là có một cam đắp ra khoảng vài chục cái asset đấy. Nhưng mà vẫn cái target thì sẽ quy hết. Vẫn đang kể là viết được nhiều hơn. Bây giờ quan trọng của cái fit ấy là làm sao tiêu được càng nhiều tiền càng tốt. Thì tiêu tiền ngoài Manomit ra thì các bạn sẽ phải một là tăng tiền, hai là tạo nhân bản ra. Đó thì đó là đắp. Thế cái lúc này em nói cái gì nhỏ hơn dưới 100 đô thì đắp là nghĩa là cái khoản tiền mình set cho cái asset đấy phải nhỏ dưới 100 đô. Còn nếu mà những asset to hơn 100 đô mà chị đắp asset ra thì thường là dễ toang lắm. Mà em đã thử là rất nhiều rồi. 100 đô trên một cam một asset hay là một asset nhưng trên daily á? Đúng rồi, daily. Tất cả là em nói về daily cả. Okay. Không, đã không nói về lifetime. Tiếp theo có một cách viết nữa là tăng tiền. Tăng tiền bây giờ ấy, bọn ai cũng viết tăng tiền, nhưng mà mình nhớ tăng tiền bây giờ không còn kiểu mà tăng tiền như ngày xưa nữa. Là càng ngon ông cũng viết 100 đô là các ông bốc lên 2.000, 3.000 đô nữa là hoàn toàn anh nghĩ là không thể mà tăng cái kiểu đấy được. Tăng kiểu đấy thì nếu mọi người muốn viết sốc kiểu đấy thì mọi người sẽ phải về Manovit, chứ không thể tăng tiền thì nó không viết được. Tăng tiền bây giờ cái mức giá trung bình ấy, thường thường ấy, mọi người tăng tiền ấy sẽ bị gần như 100 chắc chắn là vì là sau khi tăng tiền cái ngày đầu nó sẽ cực kỳ ngu, đúng chưa? Các bạn có bị không? Và nếu mà cam ngon ấy, cái ngày thứ hai ấy thì là cái ngày sẽ là tối ưu sang cái ngày thứ hai. Cho nên khi mà mọi người tăng tiền ấy, đừng tăng cái gap nó cao quá, cứ 100 đô thì tăng lên khoảng 300 đô thôi. Và mình sẵn sàng chịu lỗ ngày đầu là khoảng 200-300 đô, nhưng mình ăn được cái ngày sau. Chứ còn mình biết tăng 100 đô tăng lên khoảng 1-2 nghìn ấy, cái gap nó cao quá. Không, đến cái ngày sau là mình sẽ không cover được cái lỗ. Cho nên tăng tiền thì mọi người phải tăng dần đều từ 100 lên 300 đô lên 500 đô. Chứ đừng tăng cái gap cao quá nữa. Ngày xưa thì có thể viết được 100 đô lên 1.000-2.000 đô. Nhưng bây giờ cách viết đấy hoàn toàn, anh nghĩ là hoàn toàn không thể viết được nữa. Nếu mà đã chọn tăng tiền ấy, thì tăng mức gap vừa phải thôi. Còn ví dụ như 110 đô mà 10 đô 20 đô thì các bạn tăng một lần ấy, thì mình nghĩ không may là tăng dưới 100 đô luôn đi. Chứ đừng có kiểu 10 đô 20 đô rồi tăng lên 50 đô 30 đô. Bởi vì một lần tăng, một lần các bạn tăng ấy, là bạn thấy là Facebook nó sẽ phải tối ưu toàn của em. Thì chẳng cả một lần tăng ấy, tăng này lên tầm 100 đô thì một chờ sau ngày đầu sang ngày thứ hai ngon. Chứ cứ tăng 10 lên 20 đô, 30 đô xong cứ mỗi lần thế là phải mất một ngày cuối luôn, không ngồi chờ thì spend không bao giờ cho lại nhiều tiền, đúng không? Trời ơi, chờ mấy ngày rồi mới lại tăng tiếp bước trở lại. Cứ em cứ thấy nó ngon thì tăng thôi chứ không phải chờ. Ví dụ như em tăng ngày thứ nhất nhé, ngày thứ hai cái nó ngon ngay mà CV là tăng tiếp luôn, có thể tăng tiếp được luôn. Nhưng mà thường thường ít, bây giờ ít gặp trường hợp mà tăng ngày thứ nhất xong ngày thứ hai nó lại ngon hẳn đâu. Cùng lắm là như ngày trước thôi chứ nó không mấy được. Còn thường thường là tăng cái ngày thứ nhất là ngày thứ hai là nó vui lợn ngay sang ngày thứ ba rồi. Cách viết tiếp đối với những cái bạn nào đây này, cách viết này đối với những cái bạn nào bán dropship là một, bán POD ở trên store là hai, nhưng các bạn sẽ cần phải lưu ý cách viết này, bởi vì là gần như 100% của mình từ trước cái này bán đều phải làm phương pháp này. Tất cả những cái tin nào mình viết mà về bán về đều phải làm như này. Khi các bạn viết ấy, các bạn nhớ là khi các bạn tăng tiền ấy, khi các bạn tăng tiền ấy là cái chỉ số gì nó sẽ tăng, hôm qua nó rồi, frequency nó sẽ tăng. Frequency nó sẽ tăng là bởi vì gì? Bởi vì Facebook nó sẽ không bao giờ gần như là nó sẽ không bao giờ cho một nhà quảng cáo nào mà nó có thể reach được hết. Ví dụ như này, cái tệp audience là 10 triệu đi, đúng không? Mình tăng thì bao giờ mình cũng chỉ reach được đến trong một cái ngưỡng nhất định của cái tệp audience này thôi, không bao giờ các bạn có thể reach được toàn bộ tệp audience. Nếu mà Facebook cho reach toàn bộ tệp audience ấy thì sân chơi nó sẽ dành cho những cái nhà quảng cáo lớn, đúng không? Cái bọn nào nó cứ bỏ hết tiền nó reach hết thì những cái người nhỏ nhỏ người ta sẽ không bao giờ người ta có thể quảng cáo được. Đấy là lý do Facebook nó giới hạn cái chuyện này. Thế nên khi mà các bạn viết thì tăng tiền ấy thì nó sẽ frequency nó sẽ tăng, nghĩa là gì? Nghĩa là cái người mới nó sẽ không tiếp cận được mà nó cứ hiển thị đi hiển thị lại ở cái người cũ, đúng không? Bởi vì vậy cho nên khi mà viết đến những bạn nào store, viết ở store hoặc là viết dropship
buộc làm các bạn sẽ phải viết trên nhiều BM và trên nhiều gì, trên nhiều domain. Đấy là lý do các bạn đi spy những cái người team mà bán PUD store lớn ấy, hoặc là các team dropship lớn ấy. Các bạn sẽ nhìn thấy bọn mình có những quảng cáo ngày hôm trước đang là khoảng 100.000k like, nhưng mà hôm sau vẫn phải chạy sang một cái quảng cáo khác và một cái domain khác rồi. Đấy, là bởi vì gì? Bởi vì trên cái domain đấy và pixel đấy, pixel thì cũng phải ok, trên domain và trên cái tài khoản quảng cáo BM đấy, nghĩa là nó đến cái giới hạn frequency rồi. Bọn mình không làm mọi cách mà không thể giảm được cái frequency xuống, thì buộc lòng mình sẽ phải bridge trên BM khác và domain khác. Đấy là lý do nếu mà các bạn nào mà chăm đi spy sẽ thấy các team dropship lớn ấy, như các team dropship ấy, chạy lúc nào bọn mình cũng tầm 5 store chứ không bao giờ có một store, kể cả PUD bọn mình cũng chạy ít nhất là 5-10 store. Đấy là lý do hỏi tự nhiên là anh dùng Google có bao nhiêu store, anh dùng Google, và bọn mình đi hỏi các team ấy là cứ mày bao nhiêu store là tao có 5-7 store chẳng hạn. Như vậy là bởi vì khi mà viết ấy mà một trên một store, trên một domain và trên một tài khoản BM nó đến cực hạn của frequency rồi ấy, thì buộc lòng mình sẽ phải đổi để ăn được cái lượng traffic khác. Thì cái đấy là nó liên quan đến một cam cụ thể thôi đúng không ạ? Chứ sang cam khác nó lại khác đúng không? Đúng rồi, liên quan đến một cam. Bạn liên quan đến một target thì đúng hơn là một cam. Thì đấy là lý do khi mà spy có những cái mock up mà đang chạy tầm khoảng 100.000 like đi, đúng không? Nhưng mà hôm sau lại thấy cũng bọn đấy lại chạy vào những cái up mock up khoảng vài chục like ngay từ đầu rồi, bởi vì cái mock up đấy nó đã đến cực hạn của frequency rồi. Và frequency mình recommend các bạn chỉ đến frequency dưới 1.5 thôi. Frequency mà trên 1.5 á thì gần như các bạn đang chạy retarget cha nó rồi, chứ không phải là chạy ad nữa. Frequency là gì? Nghĩa là cái tỷ lệ hiển thị cái ad đấy trên một người. 1.5 là nghề trung bình, là cứ một cái ad đấy, cứ một người đấy sẽ nhận là sẽ xem khoảng 1.5 lần. Frequency mà bằng 2 thì nghĩa là gì? Đúng rồi. Cái ad đấy mỗi người sẽ xem đi xem lại 2 lần là gần như là nó sẽ chạy nhãn như kiểu retarget cha nó rồi, chứ không rút được người mới nữa. Cho nên mình recommend các bạn khi mà tối ưu ad, phần tối ưu ad đấy, mọi người nên tối ưu phần frequency. Frequency tối ưu frequency có mấy cách như sau. Thứ nhất là đổi mock up. Bao giờ nghĩ đến cái phương án đầu tiên để giảm frequency là đổi mock up để nó CTA nó khác, gọi là để hướng đến đối tượng khác. Sau đổi mock up mà không được á thì sẽ là đổi BM, đổi store, đổi BM trước. Đổi BM đổi tài khoản ad trước, đúng không? Đổi BM đổi tài khoản ad chạy nó chạy chán xong, tối ưu nữa thì đổi domain, đổi sang một domain khác chạy và BM khác chạy, coi như là một nhà quảng cáo mới hẳn đi. Thực ra vẫn là mình, tất cả những cái team mình biết mà đều biết và nhiều đều chạy theo phương pháp nếu mà bán store. Đó. Nói chung cũng bị chèo. Các em có thể đổi hoặc em có thể chung, nhưng mà cái BM khác, bởi vì cái pixel dạng như kiểu cái pixel của anh đổi ấy. Bọn anh đổi cũng ok, bọn anh giữ thì chạy cũng ok, nhưng mà tài khoản đó của anh chắc chắn phải đổi. Trên một cái tài khoản đấy chạy mà ví dụ như em chạy B15 nha, đúng không? Em chạy 5 tài khoản. Em viết ấy là em viết trên một tài khoản đúng không? Sau khi scale á, việc đầu tiên em scale á, em sẽ cho chạy các tài khoản trên cùng một BM trước đúng không? Chạy tài khoản BM xong em sẽ phải đổi BM, đổi sang BM khác chạy xong em sẽ đổi luôn cả domain luôn. Đó. Thì là sẽ phải đấy là cái phương pháp scale ra nhiều nhất có thể. Mà các cái phương pháp mà các cái team to bây giờ gần như team nào cũng phải chạy. Mọi người smile xem, mọi người để ý mà smile, nhất là dropship hoặc PUD, những cái team lớn đó, ít khi họ chạy một store lắm. Nhưng mà newbie như đội mình thì làm sao mà ra nhà sẽ to được. Cái này thì thực ra là cần kinh nghiệm chạy lâu rồi, các bạn tối ưu. Đấy chắc là sẽ chỉ làm bóc áp với cái đống tài khoản. Newbie thì chủ yếu là bọn chị chỉ chạy sang tài khoản khác, cùng lắm thì đổi BM khác với cả tối ưu trên từng tài khoản thôi. Cái này là rồi. Đây là những cái cách vốn, cái cách viết chủ yếu mà bên mình hiện tại bây giờ đang dùng để mà viết các cái cam. Ngoài ra thì có các cái cách cơ bản nên chia sẻ nhiều rồi trên mạng, như ví dụ như là tạo lúc online. Cái này thì quá cơ bản rồi, mình không làm gì tạo lúc online, nhưng mà lúc online bây giờ nó thật là nó phò so với ngày xưa rất nhiều. Nếu mà chạy lúc online á, bạn nào mà chạy lúc online á, mình recommend lúc online chạy giao với cả cái tệp mà tệp internet chính ý.
thì may ra, chứ còn lúc còn live được cũng chán lắm. Chạy giao ạ? Dạ. Cái thể chính, internet chính ý. Bao nhiêu sale thì anh phải tạo được một loại? Anh có lợi đến 500 ít nhất là bọn em phải có tổng 100 conversion bọn em đã lúc live được. Không là anh 100 là anh tạo luôn. Đúng tâm đó. 100 sale là tạo được kèm lúc live rồi. Còn nếu mà chưa đủ 100 sale ngày xưa, ví dụ ngày xưa chưa đủ 100 sale thì em tạo ví dụ 1.000 em tôi càng thì bọn em tạo lúc live em tôi càng trước. À, cứ tên ra sale thôi. Đấy là cách trên piso đấy. Ngày xưa trên piso là vậy đó. Bây giờ thì cứ 100 sale là tạo lúc live lên. Bởi vì lúc live bây giờ nó không ngon như ngày xưa nữa rồi. Ngày xưa sale bán chủ yếu là lúc live luôn. Bây giờ sale lúc live không còn như ngày xưa. Từ hồi mà nó giấu cái nó điều chỉnh cái data của lúc live. Ngày xưa cũng đợt thời gian là nó cái lúc live là em sẽ cái tạo custom audience ấy là nó sẽ not available cái bao nhiêu đối tượng cho nó, đúng không? Từ hồi nó chỉnh cái đó là bây giờ thì nó lại ra lại, nhưng mà ngày xưa từ hồi đến ngày xưa đến giờ là cái lúc live nó for luôn, custom audience nó for luôn. Tin nào chạy được lúc live chạy, nhưng bây giờ một anh cũng không chạy lúc live. Ít lắm. Khi nào mà dạng như kiểu cứ cam nào mà viết cho nát rồi thì cứ đem về mấy cách này chạy thôi, còn chủ yếu là chạy mấy cách kia. Như vậy là vẫn chủ yếu chạy trên internet đúng không? Đúng rồi, ngoài thì bây giờ chủ yếu chạy trên internet. Thì khi nào mà ăn no ăn chán rồi thì về chạy về gọi là tối ưu nhất, xem được đồng nào nữa thì chạy, bắt đầu chạy về lúc còn like, rồi chạy về các biến, rồi chạy về các tệp. Nhưng mà perform nó cũng không còn như ngày xưa nữa. Đây là bốn cách mà chủ yếu bên mình dùng để mà viết các cái trang. Còn một cách nữa mọi người có thể tham khảo. Cách nữa thì đây là cách của cái team mà revert 800.000 đấy, không phải cách của mình. Mình thử thì thấy cũng ok, cũng được, nhưng mà nói chung là nó mệt quá. Thực sự là nó mệt quá, đâm ra là mình lười, không ấy, mình lại quay sang mình viết theo kiểu Manowit. Đây là cách mình có thể, đây là mình chia sẻ cho mọi người có thể tham khảo. Đấy là họ viết theo cái kiểu như này, họ chạy like hamburger $1 một ngày. Biết kinh có ai biết kiểu này không? Chạy cái này thì vừa spend được nhiều tiền, vừa cái ROI của nó vẫn ổn định, nó không bị ảnh hưởng quá, nhưng mà nó mệt, thực sự là nó mệt. Cách của họ là gì? Bây giờ họ xem nhé, họ sẽ break down. Bây giờ cái ad đấy, người ta sẽ break down ra xem là sale đến nhiều nhất từ cái giờ nào, đúng không? Ví dụ sale đến nhiều nhất từ khoảng 10 đến 11 giờ, 12 giờ đi, trưa đi chẳng hạn, đúng không? Thì họ sẽ tạo một cái asset lifetime nhá, chỉ có lifetime mới set được. Và chỉ chạy trong khoảng từ 10 giờ đến 11 giờ thôi, chỉ một tiếng thôi. Và bây giờ có cái này là $1.01, $1 không được xét, cao hơn $1 thì họ sẽ chạy $1.01. Và cứ một cái asset này là đắp ra đâu tầm khoảng là 100 đến 200 cái asset kiểu như này. Và một cái tài khoản đấy, người ta ví dụ năm tại BM5 đúng không, 5 cái tài khoản thì đắp ra đâu tầm khoảng 1-2 nghìn thì cái, sau người ta đắp ra tầm khoảng 10 cái BM chạy ra tiêu khoảng 10.000 một ngày, 10.000 trên cách này. Nhưng mà cách sao tầm 12.000 asset, 10.000 asset chứ 1-2 nghìn thì chỉ spend được $1-2 thôi. 10.000 asset một cái tài khoản ấy thì tầm khoảng 200 asset là nó lag lắm rồi, đúng không? Thì còn năm cái tài khoản một cái BM đúng không, là được 1.000 cái asset. Còn đúng là khoảng 10 đến 20, chạy 20 cái BM tầm khoảng 10 đến 15.000 cái asset một ngày. Và cái này thì xét ví dụ như ngày hôm nay đi, ngày hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ 12 tháng 1 đúng không, thì họ xét cái schedule cho cái này á là chỉ chạy từ 12 đến 13 thôi, nghĩa là chạy trong vòng một ngày thôi. Nghĩa là cái 1.01 này sẽ chỉ rip cho đúng 10 đến 11 giờ trưa vào ngày đó. Nhưng mà nó, nhưng mà chỉ việc là chỉ là qua cái giờ cái asset nó sẽ tự tắt, bởi vì nó sẽ là xong trong nhiệm vụ của nó sẽ tự tắt, thì nhân viên của người ta sẽ phải ngồi lên cái đống cam mới đắp ra, nó hơi mệt. Nhưng mà nếu mà biết cách này thì cái ROI nó sẽ ổn định. Mình đã biết thử rồi, ROI nó ổn định, nó không, bởi vì là
Cách này á, họ đang dựa theo cái cơ chế của Facebook, người ta gọi là micro asset. Micro asset là gì? Đây mình chia sẻ ra tại sao nó lại có cái khái niệm là micro asset. Một cái tên Facebook của khách hàng, coi như là kim tự tháp đây, nó sẽ chia cái đối tượng, ví dụ một tên khách hàng của 10 triệu đi, nó sẽ chia đối tượng khách hàng vào các thể loại này. Trong đấy cái phần top này sẽ là cái phần, những cái phần top này này là những cái phần sẽ gọi là gì, có khả năng turn on sale nhiều nhất, engage cao nhất trong cái tên đấy. Nghĩa là hai vai gọi, người ta gọi là Facebook gọi là high value audience sẽ là nằm trong cái top này, và càng xuống dưới thì cái tỷ lệ turn on sale của người ta càng ít, đúng không? Các tên này càng to, tên này cái tên này thì thường nó chỉ chiếm vài phần trăm, 10-15% thôi, người ta gọi là high value customer audience rất là trong tên này. Thì Facebook bao giờ người ta cũng ưu tiên cho những cái nhà quảng cáo nhỏ hoặc là những cái tên micro asset, reach vào những cái đối tượng nào mà ngon nhất. Đấy là cái quy tắc. Cho nên mọi người hay gặp cái trường hợp là gì, test 2 đô thì ngon nhưng mà lên 10 đô thì toẹt. Ngày xưa PewDie ấy, đúng chưa, ngày xưa PewDie toàn test 2-3 đô đúng không, thì hay gặp trường hợp là 2 đô thì ngon mà lên khoảng 10-20 đô thì tặc. Là bởi vì gì? Là bởi vì Facebook luôn luôn ưu tiên micro asset và những cái tệp khách hàng ngon nhất. Thì đấy, quy tắc của họ viết như vậy là để họ 1.01 là để gì, người ta lấy cái micro asset để người ta reach vào đây, nhưng mà cái số lượng micro này là đấy 10.000 asset chẳng hạn đó. Ví dụ nha, một tệp là 1.01 nha, thì chỉ cần 20 asset một cái turn ra sale là lời rồi đó. Mọi người hiểu cái quy chế của cái cách của người ta viết kiểu đấy chưa? Là người ta tận dụng cái micro asset, cái chế độ micro asset của Facebook để người ta reach vào cái đối tượng ngon nhất. Và chỉ cần 1.01 đây, nhưng mà chỉ cần khoảng 10 đến 20 cái asset, chỉ cần turn up một sale là người ta đã lời rồi, đúng không? Nó chỉ có là mệt thôi. Tại sao nó lại bé ít tiền như vậy mà nó lại chui được lên cái top nhỉ? Thì bởi vì là người ta encourage Facebook, nó ưu tiên các nhà quảng cáo nhỏ, nó kết quả thì nó mới tiêu tiền chứ. Bây giờ nó đã ít tiền rồi mà Facebook không còn cho vào cái độ khó nữa thì bây giờ nó không ra kết quả thì Facebook mới ra tiền. Nghĩa là nó luôn luôn encourage khách hàng làm sao để cho nó thu được nhiều khách hàng, nó phải câu khách hàng chứ, là như vậy. Thế như vậy là nhiều thằng khách hàng nhỏ thì sẽ lợi hơn là mấy cái to, kiểu vậy. Nhưng mà nó rất là bởi thế là ngày nào cũng phải, nhưng mà tại sao ngày nào nó lên 10.000, nhưng mà không được, tại sao nó không xét liên tục 7 ngày mà nó lại lên trong ngày xét liên tục 7 ngày? Thì nếu mà chị xét liên tục 7 ngày thì Facebook nó sẽ ưu tiên tiền để trong 7 ngày, thì có thể ngày thứ nhất, ngày thứ hai nó mục tiêu, ngày thứ ba nó tiêu. Hiểu rồi. Nếu chị xét 7 ngày là Facebook, nhiệm vụ Facebook nó sẽ tiêu tiền đến trong 7 ngày, nó không cam kết cho chị là nó tiêu trong ngày đầu. Cho nên nó chỉ xét 1 ngày thôi, ngày nào ra ngày đấy. Cái này bạn nào mà viết theo cái kiểu của bạn kia kìa, viết mà tài khoản sợ chết ấy, thì maybe có thể làm này. Nhưng không, nào làm là phần mềm lắm, một ngày lên khoảng 10.000 asset cơ. Làm thử trò này cho vui. Hay là cứ vào, không, nó là tay ấy. Chứ làm máy ăn được cơm. Nó tạo đúc ra một cái BM đầu thôi, một cái tài khoản đầu thôi, rồi những cái bản thân chỉ có import, export ra file Excel. Cũng phải lúc vào mà xem. Xem gì, cần gì xem, cứ một đô đô nó tắt rồi. Nó tự tắt mà. Nó chạy xong hết ngày là nó sẽ tự tắt luôn. Là mình không phải xem một cái gì cả, xong sang ngày mới mình lại phải xem một đồng mới. Xem một đồng mới đơn giản lắm, mà chỉ cần chỉnh những ngày trong cái file Excel thôi. Không cần phải đâu. Ví dụ như ngày từ 12 đến 13 đúng không? Sang ngày mai thì mình mở cái file Excel ra chỉnh từ 13 đến ngày 14. Start đây là 13, end đây là 14. Nhưng mà lúc đấy là phải create một cái kem mới chứ không đúc điếc gì. Lần đầu tiên là phải quyết nhiều hơn. Thế sau đó thì mình vẫn đầu tiên động tác của mình vẫn là đã thuê hết cái set chết. Nếu mà em chạy quá nhiều cam asset trên một tài khoản nó lag nữa. Thế là như thế thì mình cũng đơn giản nhá, mình chỉ cần đáp lên cái asset này nhá. Đúng rồi. Thì việc của họ là đang như vậy ấy, nhưng mà em thấy cứ import từ hai mấy trăm cam ngày đến 10.000 cam lận 10-15.000 thì em tưởng tượng đi. Nhưng mà ngày sau cuộc sau chép ra ngày thứ hai nó sẽ tự động tắt, nó tự tắt rồi. Thì cái file Excel của ngày trước họ chỉ cần sửa cái file ngày thứ hai, ngày thứ ba nó import lên, thì bây giờ tạo lại một lần. Hai mươi năm nghìn cái nữa rồi. Lại hàng, lại hàng rồi sẽ sửa thêm.
em sẽ 3 ngày á, thì cái tiền 1.01 này nó chưa chắc là nó tiêm. Thứ nhất là nếu mà em xét 3 ngày á, thì ít nhất là phải 3.03 đô. Không, thì em là sao không chấp nhận trang viên để ra. Sao em tưởng như là chính cái ngày mình sửa ngày. Thì đó, thì cái cách là bọn họ là sửa ngày trong tay xem rồi up lên ấy. Nhưng mà một ngày cũng 15.000 cái. Tức là họ tạo ấy bằng file Excel và có cái tool nữa. Export được, chứ không có tự export được. Cái này là họ tận dụng cái Microsoft thì cái Droid sẽ tốt, nhưng mà vấn đề là nó sẽ hơi bày đắt. Bạn nào làm thì biết, mình thử 3 ngày đi post ngày khoảng 5.000 trang ở đây rồi đến cùng mặt rồi maybe. Do là đang rảnh thì sẽ làm trò này. Trò hết 200.000 đút ra chỉ ngày đấy. Đúng rồi, chỉ ngày trên xe xong áp lên. Nhưng vấn đề là chạy cứ chạy từ lúc 10-20 nếu mà viết ít thì tầm khoảng 1-2 nghìn thì nó thì ok, nhưng viết nhiều mười mà nó chạy vận trong vòng hơn tuần rồi gần 10 ngày. Ủa, chẳng ngày em, ngày cũng gần 15 nghìn nó xét. Thế đấy là một cách để mà mọi người cách chạy đúng cái khung giờ nó ngon nhất thôi. Mười cái này thực sự để ngon nhất là gì mấy ông chạy trên Bắc. Cái này ngon nhất là nó chạy trên Bắc. Bởi vì in hết lúc cày mười đúng không? Chạy trong mùa, chạy vào trong ngày một tiếng không ngon rồi. Xong một biến ngay nhỉ? Cũng hay. Qua cái giờ đấy là cam nó tự động tắt luôn rồi. Nó chỉ đến cái giờ đấy nó bật và tự động qua cái giờ đấy là tự tắt. Cái này hay ghê nha. Thì đây là một phương pháp mọi người có thể tham khảo. 10.000 anh bây giờ vẫn viết bằng Venovit. Ừ thì anh sẽ viết bằng Venovit hết. Venovit không được á thì anh bắt đầu đắp và lắp tiền. Tăng xét ra tăng tiền. Rồi cái nào ngon thì tăng tiền thôi. Tăng tiền nhưng mà anh không luôn. Anh luôn để giữ roi các thứ chứ không tăng kiểm soát như vậy. Rồi sẽ về phần nào. Về phần viết. Chúng ta phải thẳng những cái trò này nó rất kỹ nguyên tắc nhỉ. 1.01 khó tay này. Bởi vì nó không cho 1 thì nó bắt phải là hơn 1, cho nên người ta xét là 1.01 để rất thông minh ấy. Đó thì về cái phần viết và lên cam và viết từ sáng đến giờ thì các team làm có ai có thắc mắc hay muốn trao đổi gì về vấn đề Facebook không? Thế cái cách 1.01 này nghĩ là cái bài nào là trên mắt thì có thể ok mẹ này. Mẹ viết cũng nhanh này. Nhưng mà như cái này sẽ mà cho biểu bản thân thì cái phần viết và phần lên can này sáng giờ có tin nào có thắc mắc gì không, các bạn nào muốn hỏi gì không? Anh thấy mọi người chạy lúc nhiều mà cái máy không viết anh cứ lúc hay là tăng kỹ năng menovit à? Menovit thì tự nhiên anh test một cái can mà có covid nhé, ngon nên anh đóng nó một set menovit và chỉnh sửa trên set đấy thôi. Tăng tiền tất cả trên đó. Bởi vì anh bây giờ thấy rồi, nếu mà em đắp ra set khác thì nó cũng không biết lý gì cả. Thôi thì tăng tiền một set là một đa set. Mày đâu biết lúc nào anh một set. Nhưng mà nói chung là cái CVP mà ngon thì anh cứ tập khoảng 100 đô nhé, là Minovit nhé. CVP ngon thì thường anh cứ để khoảng 1.000 trước, 1.000 mà anh theo dõi là khoảng mấy tiếng hồ, mà tập khoảng nửa ngày hoặc mấy tiếng hồ mà tiền mà ngon là cứ 5.000 rồi hôm sau mà ngon thì cứ 10.000 hoặc ngon thì ai đến 10.000 luôn. Cứ 10.000 nhé. Nhưng mà phải Minovit nhé. Thì lúc đấy nếu mà nó ngon thì phải em đấy 10.000 đấy em biết ít nhất là phải được 3-4.000 thì em biết được 3-4.000 với cái cost ngon rồi, đúng không? Thì có tăng không anh? Thì để 10.000 mà tăng được 3-4.000 nguyên tắc khi tăng tiền á là của anh tăng tiền khi nào mà cái tiền nó cắn ấy, nó cắn được tầm 60-70% bây giờ thì anh tăng tiền
còn lại để 10.000 mà tăng 40.000 thì vẫn để thêm. Ừ, bởi vì tăng đâu có thể biết được vấn đề gì đâu. Lúc mà nó cắn được ít nhất là 60-70.000 sang 100 rồi ấy, thì mình mới biết được là nó ngon rồi, mình phải đẩy lớn nó cắn thêm. Còn 10.000 nó cắn có 3.000 thì 7.000 còn lại nó đã dùng hết đâu, còn tăng được gì. Không, thì mình trong trường hợp chạy ô tô ngon nhá. Anh nút ra, ví dụ con 20-25, anh nút ra từ 20-30. Ông anh, nói chung là 10 xe chứ. Không phải không kiểu đó, mà nói chung là anh cứ thẳng 24, xong rồi ví dụ cũng tùy vào cam ấy, nếu mà nó rich nhiều, nó rich mà ngon thì để luôn, mà nó rich cam, nó rich nhiều thì giảm bớt, mà nó rich ít thì tăng lên, chỉ cần tăng lên, chứ bây giờ không đến 24 nhiều, anh từ 24 trở lên, nếu mà rút ra 2 cam, 24, 25 thì chắc chắn là 25 sẽ rich chứ, nhiều hơn, và 24 nó sẽ ít hơn, nó vẫn rich nhưng mà ít hơn. Cái thời gian mình thay đổi cái tôi có thể là bao vài thứ gì bao nhiêu ba lần thay đổi cái cam một lần thì làm cái thay đi cái gì đấy có hỏi ba lần chứ mà là cái lớn mà ổn được cái năm gì nếu nó ổn được năm gì thì tăng ít được gì không thì có chuyện đó tăng ít lên không bao giờ tốt lên nếu mà trong cùng một khoản thị trường nó như nhau tăng ít lên sẽ rất nhiều hơn nó sẽ không bao giờ chỉ trong trường hợp là gì tham giảm được giảm ít đi thì may ra tăng ít ra tăng ít lên không bao giờ tốt hơn mà tăng ít lên để nó có điều kiện hơn thôi chứ còn sao mà tốt hơn tăng ít lên tiền còn nó rất nhiều quá không nên chơi thì giảm ít đi giảm một đúng không và áo 2D thì thứ 24 anh thật là 2D thì 24 của 3, 24, 25 của 3 rồi có bạn nào thắc mắc gì không? Đây phần ad không? Facebook ad nắm cho chắc rồi chúng ta cắt phần ad